Cuộc cách mạng dữ liệu đang diễn ra sẽ cần một số lượng lớn hơn và nhanh hơn các phương tiện siêu máy tính. Máy tính cổ điển hiện tại của chúng tôi lưu trữ dữ liệu ở dạng nhị phân, tức là 0 và 1. Chi phí và thời gian chuyển đổi mọi thông tin thành các tổ hợp 0 và S sẽ là một thách thức trong tương lai. Máy tính lượng tử là siêu máy tính mới sẽ giải quyết vấn đề lưu trữ dữ liệu vì chúng không bị giới hạn trong việc lưu trữ dữ liệu dưới dạng số nhị phân. Trong các máy tính này, thông tin được lưu trữ dưới dạng qubit. Chất lượng này làm cho chúng tiết kiệm cả thời gian và năng lượng. Tất nhiên, thách thức là tạo ra và vận hành máy tính lượng tử cho các mục đích thực tế. Một trong những thách thức lớn nhất được xác định là nhiệt độ hoạt động của chúng. Nó được ước tính là -460 độ F hoặc -273 độ C. Nhiệt độ này mát hơn nhiệt độ của không gian. Tuy nhiên, rất nhiều công việc đang được tiến hành bởi các nhóm nghiên cứu khác nhau trên khắp thế giới. Một nhóm các nhà nghiên cứu như vậy từ Đại học Tokyo và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia NICT đã đạt được tiến bộ theo hướng này bằng cách tạo ra ánh sáng phi thủy tinh mạnh mẽ bằng cách sử dụng nguồn sáng dựa trên ống dẫn sóng module. Ống dẫn sóng là một công cụ giống như dây cáp hoặc sợi thủy tinh được sử dụng để giới hạn ánh sáng điện từ theo một hướng cụ thể, do đó giảm thiểu suy hao trong quá trình truyền từ điểm này sang điểm khác. Ánh sáng điện từ được truyền phát qua một ống dẫn sóng để tạo ra các trạng thái lượng tử khác nhau. Các trạng thái được tạo ra này là cách để thực hiện các phép tính giống như siêu máy tính. Để có kết quả tốt nhất, đèn vắt này phải có mức độ mất ánh sáng thấp cũng như bao gồm một dải tần số rộng. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thành công thí nghiệm này bằng cách sử dụng một loại ống dẫn sóng đặc biệt được gọi là bộ khuếch đại tham số quang học OPA, giúp giảm thiểu sự mất mát ánh sáng và cho phép hoạt động ở nhiệt độ phòng. Đây là một thành tựu lớn của máy tính lượng tử. Sử dụng thiết lập thử nghiệm này, họ có thể tạo ra các trạng thái con mèo Schrödinger hoặc các trạng thái lượng tử chồng lên nhau, như đã nêu trước đó, là cách để thực hiện tính toán lượng tử. Tác phẩm này đã được xuất bản trên tạp chí Optical Express dưới sự kiểm duyệt của nhóm Optical Publishing. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!